mẹ nóng tính và nỗi sợ hãi của bé khi làm không đúng ý mẹ. Lúc mà con làm sai điều gì thì mẹ sẽ đánh con. Con làm bể chén là mẹ sẽ chửi con. Con thấy rất là sợ hãi. Cảm xúc của mẹ khi nghe con nói: Thánh chị là nóng, chị không có biết kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Cũng hối hận lắm nhưng mà vẫn xảy ra. Điều con muốn nói với câu chuyện đầy cảm xúc của bé Huy Trí được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ 6 ngày 7 tháng 1 năm 2022 trên kênh VTV9.